Em chào quá. Này mà quay video là bán mấy cây kiếm, kiếm mai ngọc, kiếm vàng ấy chim và cây ánh tím thủy nguyên, hay là còn gọi là cây tuyết anh tử. Tuyết anh tử thì nó cũng là đều là những cây cũng rất là đẹp. Các bác xem qua cái hoa này một chút quá nhé. Kiếm mai ngọc. Kiếm mai ngọc cánh bầu rất là đẹp. Nó là một cây tiên vũ, gọi là tiên vũ mắm. Đấy, cần hoa nó cũng rất là ok. Chơi được các bác. Cây mai ngọc. Thì đây hôm nay em có mấy cây. Cái này thì em cây số 1 này em bán là 500.000. 500.000 là cây số 1 này. Cái này thì nó là một thân già lên một mầm. Rất ok rồi. Đó, thân già các bác nhé. Thân già nó lỗi lá, thân già này cơ bản là nó lỗi nhiều. Các bác. Lỗi nhiều cây số 1 bán là 2 thân 500.000. Em sang cây số 2 cũng 2 thân, cái này bán là 900. Cái này lỗi lá đây thì ạ. Lá bên này đấy ạ. Bị lỗi đây các bác. Còn lại đẹp. Còn lại đẹp mịn tít không lỗi tí nào. Cái tơ thì ok rồi. Cái tơ thì ok rồi. Không tính em gì. Tại vì nó đương nhiên là mịn tít các bác. Em sang cây số 3. Cây số 3 này là 2 thân em bán 900 các bác nhé. Cây số 3 này thì cái thân này lá bị lỗi đây tí này. Và trên này lỗi đây chút ạ. Đấy, cây số 3. Hai cái lá này của nó mịn không lỗi tí nào. Cái tơ của nó ok. Lá này thì cũng vẫn còn ngon. Vẫn đẹp các bác. Lá này nó vàng rồi. Nó để trong nách lá ra nó vàng các bác. Đấy, cặp này bán 900. Cặp số 3. Em sang cây số 4. Cây số 4 là 3 thân đẹp. Cây này thì em bán là 1 triệu rưỡi các bác nhé. 1 triệu rưỡi. Cây này thì lá trong nó hơi lỗi chút này. Còn lại thì cơ bản lá này. Đây lá sứt đấy. Đây các bác. Mỗi cây lỗi một chút. À mỗi lá lỗi tí. Lá cái tơ này thì cơ bản là ổn. Không vấn đề gì. Cây tơm này thì ổn. Không đây gì, 3 thân. Đó, cây số 4. Em sang cây này là cây vàng cánh chim. Vàng cánh chim đây, em lấy cái hoa các bác xem một chút. Đây ạ. Cây này thì hoa nó cũng dày đẹp. Cơ bản là nó cũng là cây cũng tương đối đẹp các bác. Vàng cánh chim, cánh nó hơi nhỏ thôi nhưng mà được cái là nó lại sinh hoa. Cái này thì đây có cái cây này là 3 thân này thì em bán 100.000. Đấy. Đấy, một thân già, một thân mẹ, một thân tơ. Đấy, cái này thì em bán 100.000 cái này. Cái này cây số 5. Cây số 5, 3 thân 100.000. Thân già nó gần như hỏng lá các bác nhé. Đấy, hỏng hai lá. Em sang cây số 6. Cây số 6 này là 150. 150 cái này tổng nó có 5 thân. 5 củ các bác. Đấy, nhưng mà nó chỉ được cặp này là đẹp thôi. Còn 3 củ kia là 3 củ già. Ba củ già các bác. Đấy, 150 các bác nhé. 150 chậu này. Lá nó cơ bản là tạm ổn. Đấy, tạm ổn các bác, lô hộ. Em sang cái cây này là cây số 7. 6 thân, 180.000. Đấy. Đây có mầm, thân hướng tơm này có mầm. Hướng tơm này chưa thấy có mầm đâu. Chưa thấy mầm ra. Đấy. Thân già nó lỗi lá các bác. Đấy. Cái này 180.000 các bác nhé. Về các bác chơi hoa cái này rất là hay. Sưu tầm cho đủ giống các bác. Em sang cây này số 8. Cây số 8 này cũng là 180. Cái này thì nó đẹp hơn cây số 7. Nhưng mà nó lại có 5 thân thôi các bác. Nó có 5 thân chứ nó không không được 6 thân như cây kia. À, cái này là 180.000 cây số 8 các bác nhé. Em sang cái cây này là cây cuối cùng là cái cây ánh tím thủy nguyên hay là gọi là tuyết anh tử. Đây em lấy cái hoa các bác xem một chút. Đây ạ. Cái này là dạng môi hồng các bác nhé, lưỡi hồng. Đấy, chùm hoa nó cũng rất là đẹp. Lưỡi hồng. Lưỡi hồng và cánh màu trắng các bác. Cánh màu trắng ngà, lưỡi hồng cũng rất là đẹp. Cái này thì em có 3 chậu thôi các bác. Các bác sưu tầm nhắn em nhé. Cái này là cây số 9. Cái này em cây số 9 là 2 thân, em bán là 300.000. Cái này cơ bản lá nó gọi là mịn tít thì cũng được. Đấy, nó lỗi chút lá chấm đen ạ. Còn lại thì cơ bản là ổn các bác. Ổn ạ. 2 thân 300.000. Cây số 10 này cũng 2 thân, em bán là 350.000. Cây số 10 350.000. Cái này thì nó có đây các bác thấy đây. Nó có là cái này là hoa, cái này là mầm. Cái kia là mầm. Đấy, 2 thân 350.000. 2 thân 350.000 ạ.
em sang cây số 11, cây cuối cùng. Cái này thì nó là 6 thân. Cái này thì em bán nó 800.000. 800, 6 thân 800. Cái này thì nó có mấy cái thân này nó già, lá nó thân, nó có thân này già này. Lá nó vàng các bác. Thân này già lá vàng ở đây này. Đấy, hai lá nó đây. Ba lá, bốn lá, bốn lá là lá vàng. Là cây lá cây già nhất các bác nhé. Còn lại cây các cái khác thì nó tương đối ổn. Đấy, lỗi đây tí. Đây ạ. Cái này bị lỗi ạ. Còn lại thì cơ bản là lá ổn. Lá của những cái cây tơ này thì ổn. Đẹp. Đẹp quá. Cái này thì nó cũng có một nụ đây, nụ hoặc mầm hay cái gì đó. Đấy, nụ hoặc mầm các bác. Cái này thì nó chạy ra có một hướng tơ thôi. Bên này hình như có cái mầm nữa. Không quan trọng quá. Mầm bé quá, kệ nó. Mình tách ra nó kiểu gì nó cũng lên, kiểu mình tách một một nó vẫn lên bình thường. Các bạn, thì cái này là cây số 11. 6 thân. 800.000 các bác nhá. Thì các bác sưu tầm cái nào thì các bác liên hệ số điện thoại giúp em. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.